Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những nội dung chính sau đây. Lễ bế mạc Liên hoan văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ 17 và Đại hội Thể dục Thể thao huyện Thạch Thành lần thứ 8 năm 2018. Gương nông dân phát huy lợi thế, mạnh dạn xây dựng thương hiệu mật ong sạch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vào sáng ngày 25 tháng 3, tại Trung tâm Hội nghị huyện Thạch Thành đã long trọng diễn ra lễ bế mạc Liên hoan văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ 17 và Đại hội Thể dục Thể thao huyện Thạch Thành lần thứ 8 năm 2018. Tham dự có đồng chí Nguyễn Công Trung, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng chí Phạm Duy Phương, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng chí Vũ Thái Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan Văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ 17, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo các sở ban ngành cấp tỉnh, các đồng chí lãnh đạo 25 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Về phía huyện Thạch Thành có các đồng chí Bùi Thị Mười, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Phạm Trọng Dũng, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đồng chí Lê Văn Trinh, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đại diện lãnh đạo các phòng ban ngành đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trong huyện cùng đông đảo bà con nhân dân. Liên hoan diễn ra từ ngày 24 đến ngày 25 tháng 3, gồm nhiều hoạt động đến từ các đoàn nghệ thuật, nghệ nhân không chuyên của 25 huyện thị, thành phố trong tỉnh, như trình diễn, giới thiệu trích đoạn nghi lễ sinh hoạt văn hóa hoặc trích đoạn lễ hội truyền thống tiêu biểu của các dân tộc, các trò chơi, trò diễn, lễ hội dân gian, đánh cồng sắc bùa, khua luống, mò mường, hát sường, liên hoan nghệ thuật quần chúng, hội thi thiếu nữ đẹp xứ Thanh, vân vân. Các tiết mục văn nghệ đặc sắc của các đoàn đã được công diễn lại tại buổi lễ bế mạc. Phần đặc sắc nhất tại lễ bế mạc là chung kết cuộc thi thiếu nữ đẹp. Thí sinh Trần Thị Linh đến từ đơn vị thành phố Thanh Hóa đã xuất sắc đăng quang ngôi vị người đẹp xứ Thanh. Cũng tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao giải A cho các tiết mục nghệ thuật, trò diễn dân gian, các trích đoạn ấn tượng đặc sắc đến từ các đơn vị Lang Chánh, Ngọc Lặc, Mường Lát, Quảng Sương, Yên Định, Thọ Xuân, Thạch Thành, Quan Sơn, Bá Thước, vân vân. Về Đại hội Thể dục Thể thao huyện Thạch Thành lần thứ 8, trường Trung học phổ thông Thạch Thành 3 xếp thứ nhất, đơn vị đứng thứ hai là trường Trung học phổ thông Thạch Thành 2, xếp thứ ba là đơn vị thị trấn Kim Tân. Hai năm một lần, Liên hoan văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa như một điểm hẹn văn hóa, thu hút nhiều đoàn nghệ thuật dân gian trong tỉnh. Đây không chỉ là dịp để bản sắc văn hóa của các dân tộc trên địa bàn cùng hội tụ và tỏa sáng, tăng cường tình đoàn kết, mà còn là cơ hội để họ được gặp gỡ, giao lưu, đua tài, khoe sắc, bày tỏ tình cảm và lòng biết ơn với Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, phát huy những tài năng của các nghệ nhân, tìm ra lực lượng văn nghệ trẻ tiêu biểu của các dân tộc. Từ đó có hướng giúp đỡ, bồi dưỡng trở thành hạt nhân nòng cốt trong việc giữ gìn vốn văn hóa truyền thống của dân tộc. Qua đó, góp phần khai thác, bảo lưu và phát huy các giá trị văn hóa dân gian truyền thống của các dân tộc. Theo kế hoạch, Liên hoan văn hóa các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ 18 sẽ diễn ra tại huyện Như Xuân vào năm 2020. Quý vị và các bạn thân mến! Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành trên sóng FM băng tần 95.8 MHz và trên website thachthanhtv.vn. Phần cuối chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Gương nông dân phát huy lợi thế, mạnh dạn xây dựng thương hiệu mật ong sạch. Thưa quý vị và các bạn, là người sinh ra và lớn lên ở vùng đất có nhiều tiềm năng thế mạnh để phát triển chăn nuôi ong mật, những năm gần đây, anh Nguyễn Văn Hưởng, thôn Hợp Tiến, xã Thành Hưng đã tự nghiên cứu, học hỏi quy trình chăm sóc ong mật. Đặc biệt gần đây, anh đã có những bước đi đột phá, mạnh dạn xây dựng thương hiệu mật ong cho riêng mình. Đến nay, thương hiệu mật ong Hưởng Hoa đã trở thành sản vật đặc trưng ở huyện miền núi Thạch Thành. Mật ong có nhiều công dụng trong đời sống hàng ngày như bồi bổ sức khỏe, làm đẹp, tăng sức đề kháng cho cơ thể hoặc có thể dùng trong các trường hợp như ăn ngủ kém, chữa viêm loét dạ dày, đại tràng, bệnh ho khan, viêm họng, vân vân.
Ong là một loài côn trùng có tổ chức xã hội cao như kiến và mối. Ong sống theo đàn, mỗi đàn đều có ong chúa, ong thợ và ong non. Và có sự phân công công việc rõ ràng, nên có thể nuôi tại nhà để tận thu nguồn mật tự nhiên. Nắm bắt được điều này, ngay từ khi nuôi ong, anh Nguyễn Văn Hưởng đã có nhiều ý tưởng, trong đó có việc xây dựng thương hiệu mật ong hoa nhãn Thạch Thành. Đến với vùng đất Thạch Thành, với những vùng cây ăn quả như nhãn, vải, cam bưởi, hoa rừng, đây đều là những loài cây đặc trưng quý hiếm nổi tiếng từ lâu trong lòng du khách mỗi khi đặt chân đến nơi đây. Tận thu nguồn mật hoa từ những loại cây ăn quả, mật ong hoa nhãn, hoa vải, hoa rừng ở Thạch Thành sẽ trở thành một sản vật, là một nét văn hóa đã được giới thiệu trong các triển lãm về hội chợ thương mại, tạo thành điểm nhấn mỗi khi du khách đến với Thạch Thành. Bằng chứng là vào đầu năm 2016 và cuối năm 2017, cơ sở sản xuất mật ong Hoa Hưởng đã được Ủy ban Nhân dân huyện Thạch Thành cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và được Cục Bản quyền tác giả thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng chứng nhận cấp mã vạch sản xuất kinh doanh mật ong tự nhiên. Chính vì vậy nên cơ sở sản xuất mật ong Hưởng Hoa là thương hiệu nổi tiếng trong và ngoài thị trường tỉnh, thường xuyên tham gia các triển lãm giao lưu giới thiệu sản phẩm trong các hội chợ thương mại. Dù có rất nhiều thương hiệu mật ong đang bày bán trên thị trường, nhưng thương hiệu mật ong Hoa Nhãn Thạch Thành vẫn được khách hàng tin tưởng và lựa chọn. Với sản lượng tương đối ổn định, góp phần quan trọng giải quyết công ăn việc làm, tìm đầu ra cho người nuôi ong trong huyện, anh Hưởng còn kết hợp với các thành viên trong câu lạc bộ nuôi ong của huyện Thạch Thành để cùng nhau hỗ trợ sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Trao đổi với chúng tôi, ông Lưu Văn Tỉnh, phó chủ nhiệm câu lạc bộ nuôi ong huyện Thạch Thành cho biết. Toàn xã thì hiện nay là đã thành lập được cái câu lạc bộ nuôi ong, và coi như là toàn xã thì hiện nay là cũng khoảng gần 2.000 đàn ong nội địa. Về cái tập huấn thì hàng năm là cũng theo cái sinh hoạt rồi là tập huấn cái kinh nghiệm nuôi ong cho coi như là hội viên. Và về cái chất lượng thì nói chung là về ong, về thương hiệu mật ong thì mật ong Thạch Thành là chủ yếu là hoa vải, hoa nhãn. Và cái chất lượng thì đúng là hoa vải, hoa nhãn là rất tốt, và nhìn chung là cái đầu ra riêng cái hoa vải, hoa nhãn là không có để tiêu thụ, gần như là hết, không có mật ong để bán. Cho nên là nhìn chung là về cái nuôi ong của Thạch Thành là đang phát triển rất là tốt. Ông Nguyễn Văn Thái, một khách hàng ở thị trấn Vạn Hà, huyện Thiệu Hóa cho biết thêm. Thì qua cái giới thiệu sản phẩm mật ong của Thạch Thành về hoa nhãn, qua cái kênh của phụ nữ, thì bản thân gia đình tôi là biết được mà cũng đã lên trên này với nhà chị Hoa Hưởng, và cũng đã sử dụng cái mật ong này là 3-4 năm nay rồi. Nói chung là chất lượng tốt, giá cả thì đảm bảo. Để có được những kết quả này, anh Hưởng đã đầu tư hệ thống máy hạ thủy phần mật ong trị giá 250 triệu. Đây là công nghệ xử lý từ mật ong thô trở thành mật ong tinh nguyên chất. Hệ thống bao gồm máy ủ diệt nấm khử vi sinh, hệ thống lọc thô, lọc mịn và siêu mịn, hệ thống chiết xuất chống tạo bọt, máy đóng nắp chai, khúc xạ kế dùng đo hàm lượng nước trong mật ong. Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Hưởng cho biết. Hiện tại gia đình mình có khoảng 180 đàn, cứ duy trì cái khoảng đấy. Đấy, và khai thác mật thì bắt đầu khai thác mật từ tháng 3 cho đến tháng 6, hết tháng 6. Đấy, là trong những năm khai thác mật đấy thì mỗi năm mình khai thác được khoảng 1,5 tấn đến 2 tấn mật một năm. Thì gia đình mình đã đăng ký thương hiệu mật ong Hưởng Hoa và đã được cấp mã vạch, có bản quyền tác giả đối với nhãn mật ong, mật ong hoa nhãn đã có được đăng ký bản quyền. Và hiện tại gia đình mình đã đầu tư cái hệ thống máy hạ thủy phần xử lý men nước mốc cho mật ong, tách nước cho mật ong và cái hệ thống lọc siêu mịn để đảm bảo mật ong đạt tiêu chuẩn xuất khẩu. Chính vì cơ sở sản xuất mật ong Hưởng Hoa đã có thương hiệu, lại được xử lý qua máy hạ thủy phần nên được khách hàng đặt hàng và tiêu thụ nhanh. Hiện nay đang là thời vụ thu hoạch mật ong, cứ khoảng một tuần gia đình anh Hưởng lại quay mật ong một lần. Mỗi một đàn ong đã cho thu hoạch từ 0,7 lít đến 1 lít mật ong nguyên chất trên một lần quay. Từ những cơ sở trên, trong tương lai, anh Nguyễn Văn Hưởng có ý tưởng muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế, từng bước đưa sản phẩm của mình xuất khẩu ra nước ngoài.
việc xây dựng thương hiệu mật ong Hưởng Hoa sẽ từng bước thay đổi tư duy sản xuất của người dân, hình thành nên chuỗi sản xuất đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và các sản phẩm nông sản sạch, đặc trưng riêng biệt của huyện Thạch Thành, từng bước nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Đài Truyền thanh Truyền hình Thạch Thành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.